Hi, xin chào mừng tất cả bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là gà con Lingwu Boy. Và hôm nay mình sẽ quay kho báu nha. Nhà nghèo thôi, cho nên mình quay ít thôi. Rồi, ok. Giờ đi mua. Đấy, mua 5 cái. Yeah. Rồi nó sẽ ra cái gì đây? Ôi, một con tướng Omega mà. Ôi rồi. Ui, cũng được các bạn, cũng được. Rồi. Ôi nhầm rồi. Quay hai cái trước để xem ra cái gì. Rồi. Đá quý đi. Đá quý đi. Cảm thấy như mình tuyệt vọng các bạn ơi. Rồi. Rồi nó sẽ ra cái gì đây? Mất tông rồi. Được con tướng Omega các bạn. Mấy cái mảnh trang phục. Thế thôi. Với lại được ngọc tím 3. Rồi mình chẳng xài cái này làm gì. Nói chung đen các bạn. Đen. Và muốn quay ra đá quý thì các bạn phải có 1.000 1.000 quân huy trở lên nhá. Và các bạn quay tầm khoảng 1.000 đến 1.500 quân huy là các bạn chắc chắn là sẽ dính 1.000 đá quý. Chứ không bao giờ có 2 viên đâu. Chỉ dính được 1 viên thôi. Nhưng mà dính cũng được là vui lắm rồi. Rồi, clip mình hôm nay này thôi. Các bạn hay thì nhớ like, share and comment ý kiến xuống dưới nha. Đừng quên đăng ký kênh. Bye.